tin Vatican. Đức Thánh Cha ban hành tông huấn về việc nên thánh. Sáng ngày 9 tháng 4 2018, tông huấn mới của Đức Thánh Cha Phanxicô về ơn gọi nên thánh cho tất cả mọi người trong thế giới ngày nay đã được công bố tại Vatican. Văn kiện mang tựa đề các con vui mừng và hân hoan, trích từ lời Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Matthew khi Ngài nói về các mối phúc thật. Hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng các con thật lớn lao trên trời. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Văn kiện được viết trong một ngôn ngữ đơn sơ và trở thành như một cuốn cẩm nang nhỏ về đời sống thiên liêng có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Tông huấn chia làm năm chương với 177 đoạn mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 19 tháng 3 năm 2018 lễ kính thánh du xe trong phần nhập đề đức thánh cha cảnh giác rằng đây không phải là một cuốn khảo luận về sự thánh thiện nhưng là làm vang dội một lần nữa lời kêu gọi nên thánh nơi dân chúa đó là sự thánh thiện nơi những người sống cạnh chúng ta sự thánh thiện của giai cấp trung lưu một đặc điểm của Tâm huấn là được soạn ra theo cách như đức thánh cha đang nói với người đối diện như trong một cuộc đối thoại và nhắm đến mọi bậc sống, người thánh hiến, người sống trong bậc vợ chồng, công nhân, các vị có trách nhiệm. Ngài kêu gọi mọi người, đừng hài lòng với cuộc sống tầm thường, tô màu, không có chất lượng cao. Theo nghĩa này, văn kiện lấy hứng từ Thánh Phan Cô Đệ Sa Lê, sống vào thế kỷ 17 và được trích dẫn ngay trong trang đầu tiên. Qua đó, Thánh Nhân nói về cuộc sống hoàn hảo với những công việc thường nhật. Đức thánh cha nhắc đến khoảng 30 vị thánh trong tông huấn, nhưng không phải mọi người đều đã được tôn phong, đặc biệt Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận cũng được trích dẫn. Khi Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ở trong tù, người đã từ khước mòn mỏi chờ đợi được trả tự do, chọn lựa của người là tôi sống giây phút hiện tại tràn đầy tình thương và cách thức cụ thể hóa điều này là Tôi lợi dụng những cơ hội xảy ra mỗi ngày để hoàn thành những công việc thông thường một cách ngoại thường. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha khai triển 8 con đường nên thánh dựa trên 8 mối phúc thật. Và trong số này, Ngài đặc biệt đề cao mối phúc, phúc cho ai có lòng thương xót như con đường tuyệt hảo để nên thánh. Phúc thật này chứa đựng quy luật lớn nhất về cách hành xử của các tín hữu Kitô như được mô tả trong chương 25 của tin mừng theo thánh Matthew về cuộc phán xét chung. Trang này chứng tỏ rằng nên thánh không có nghĩa là mở to đôi mắt trong một tình trạng gọi là xuất thần, nhưng là sống với Thiên Chúa qua tình thương đối với những người rốt cùng.